Chào mừng tất cả các bác quay trở lại với kênh YouTube của Huyền Radio. Trong video ngày hôm nay và ngày hôm nay thì bên cửa hàng Huyền Radio sẽ lên giới thiệu cho anh em đó là hai cái mẫu loa bass 30 thương hiệu của BMB. Đó là một mẫu loa bass BMB 2012 và hai nữa đó là mẫu loa bass BMB 5000C, và với sự kết hợp hoàn hảo của một cặp chép kèn 450 và một cặp phân tần giá cực kỳ là yêu thương trong video ngày hôm nay. Vào đầu video thì rất mong sự ủng hộ hoan hỉ của tất cả các bác đi qua, ủng hộ cho bên cửa hàng Huyền Radio online nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì bác nhớ là ấn đăng ký kênh ủng hộ kênh của anh em, và đồng thời bật chuông thông báo để cập nhật tất cả các video của cửa hàng anh em nhé. Và hiện tại thì các bác cũng đang nghe đây là một trong những dòng sản phẩm mẫu siêu chép tại cửa hàng bên em, đó là mẫu sản phẩm chép JBL mũi khế công suất khởi chạy là 45W đánh ở trở kháng 8 ohm, và các bác có thể nghe cái tiếng chép nó kêu rất là mịn màng. Và chất lượng hiện tại là một cặp chép kèn như thế này là bên cửa hàng em đang bán cho anh em với mức giá là chỉ được 700.000 một cặp thôi, gồm cả họng kèn, và giá đã được bao gồm phí vận chuyển của tất cả mọi người các bác nhá. Và tiếp theo nữa thì đó là một cặp phân tần, một cặp phân tần hai đường tiếng, một bát một chép, và hiện tại em cũng đang sử dụng đây. Cặp phân tần này thì bên cửa hàng em đang bán với giá là 650.000 một cặp phân tần, giá cực kỳ là tốt trong video ngày hôm nay. Đấy. Rồi, và tiếp theo nữa thì bên cửa hàng em sẽ giới thiệu cho anh em đó là hai cái mẫu loa bát. Một đó là mẫu loa bát của BMB 2012 và hai nữa là mẫu loa bát của BMB 5000C, và giá sẽ cực kỳ là tốt trong video ngày hôm nay. Các bác đi qua thì nhớ ủng hộ cho bên cửa hàng em Huyền Radio online nhá. Và bây giờ thì em cùng các bác sẽ đi giới thiệu về chi tiết của dòng sản phẩm của loa bát BMB 2012. Đây là một cặp loa bát BMB 2012, cấu tạo được thiết kế bởi gân xếp đôi, màng là màng giấy ốp pha lồi, và với cái cấu hình như thế này rốn của nó rất là sâu và côn của nó là côn 75, cổ côn cao, đúng không ạ? Từ là từ 19, từ Philips màu đen 19, và năm châm bích, năm châm rất là dày dặn các bác nhá. Thì với công suất khởi chạy của cái cặp loa bass BMB 2012 này thì công suất của khởi chạy của nó là 450W và công suất đạt đỉnh điểm lên tới là 1000. Con này độ nhạy là 98 dB và giải tầm phép quy đam là 45Hz các bác nhá. Thì với chất lượng của sản phẩm của mẫu loa BMB 2012 này thì hiện tại là ngày hôm nay em sẽ tri ân cho những khách hàng nào theo dõi tại kênh YouTube của bên em với giá là chỉ có 1.700.000 các bác nhá. 1.700.000 thì cũng các bác cũng đã sở hữu một cặp loa bát rời 2012 với giá 1.700.000. Nếu mà các bác đi theo đủ combo một cặp loa chép như thế này, một cặp loa chép như thế này các bác nhá, và một cặp phân tần, thì tổng trị giá là các bác phải thanh toán cho bên em là vào 3.050.000 các bác nhá, 3.050.000. Các bác mua hàng thì các bác hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng bên em để được đặt hàng các bác nhá. Và bây giờ em cùng các bác sẽ đi thử và cũng như là trải nghiệm về cái cặp loa bát của BMB, cặp loa bát của BMB 2012 này để cho tất cả các bác cùng trải nghiệm với chất âm các bác nhá. Với giá chỉ có 1.700.000 một cặp loa bát BMB 2012 này thôi các bác nhá. Đây là một trong những dòng sản phẩm rất là xịn sò, xương của nó xương gan. Em sẽ test thử cho tất cả các bác cùng trải nghiệm. Trực tiếp qua cửa hàng bên em Huyền Radio để sở hữu các bác nhá. Và tiếp theo nữa thì em sẽ lên giới thiệu cho anh em với cặp loa bát của BMB 5000C, xem là hàng này nó chất lượng như thế nào các bác nhá. Đây, soi cho tất cả các bác xem đây. Đấy, đây là cặp loa bát của BMB 5000C. Côn của con này nó côn 76, nhện của nó nhện 4 lớp màu vàng chanh, đúng không ạ? Côn 76 nhện 4 lớp màu vàng chanh, và gân xếp đôi, màng cũng là màng giấy các bác nhá, màng giấy ốp pha lồi. Thì đặc thù của cái dòng sản phẩm thương hiệu của BMB thì anh em không còn lạ lẫm gì nữa rồi. Về mặt bích từ của loa, làm châm rất là dày và hai từ bích thép, đúng không ạ? Về phần từ loa thì của nó là từ 19
Và từ 19 ferrit, các bác nhìn thấy là các cái từ có 5 châm 7 màu và rốn thoát hơi, đúng không ạ? Cặp này thì công suất khởi chạy của nó là 500W và công suất đạt đỉnh là 1000W. Độ nhạy con này là 98 dB và giải tần phép quy đam xuống tốt nhất là 45 Hz. Hiện tại là với mẫu loa bát BMB 5000C này thì là bên cửa hàng em đang bán và cũng như là tri ân với cái giá là chỉ có bao nhiêu ạ? 1.800.000, 1.850.000 các bác nhá, 1.850.000 một cặp loa bát của BMB 5000C này. Đúng không ạ? Các bác mua hàng thì các bác hãy nhanh tay gọi điện trực tiếp qua số điện thoại là 0987738073 hoặc số điện thoại là 0988583183. Và bây giờ thì em cùng các bác sẽ đi test thử và cũng như là trải nghiệm với cặp loa bát BMB 5000C này, xem là cái tiếng chất âm của cặp loa bát này nó chất âm nó như thế nào các bác nhá. Để em sẽ test thử cho tất cả mọi người nghe đây. Vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho anh em đó là hai cái mẫu loa bát, một là BMB 2012, hai nữa là loa bát BMB 5000C, và với những dòng sản phẩm bên cửa hàng em cũng đã giới thiệu cho tất cả các anh em. Và các bác có nhu cầu mua hàng đặt hàng thì các bác hãy nhanh tay liên hệ, và bên cửa hàng em là một trong những đơn vị là phân phối các dòng sản phẩm loa bát rời rất là nhiều luôn. Và kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Cảm ơn anh em rất là nhiều.